Xin giới thiệu với các bạn là combo một cái bộ động cơ 12V 600W và bộ điều khiển 12V 1000W. Con này điều khiển tốc độ bằng dấu cộng trừ từ số 1 đến số 8. Đây là số nhanh nhất này. Số nhanh nhất là 45 vòng trên phút. Rất là chậm. Cái này các bạn có thể sử dụng vào nhiều mục đích. Quay ngan, quay vịt dùng cái này đều được hết. Đây có điều chỉnh này. Đây là số 1 này. Số 1 rất là chậm nhé. Đấy, đây là nút tắt này. Cái này ứng dụng được vào rất là nhiều việc nhé. Đây là bộ điều khiển này. Bộ điều khiển này là 12V 1000W này. Đây. Khởi động này. Khởi động ở số nào thì chạy luôn ở số đó. Ví dụ để số 2 là tắt này, 4 số 4 là tắt nhé. Thì mình bật nó sẽ lên luôn số 4 này. Con này rất là khỏe nhá, sử dụng nhông xe máy nhá. Đấy. Đây nó có cái nút tắt dừng ở đây này. Các bạn có thể dùng cái bộ công tắc ngoài cũng được để tắt dừng ở đây. Đấy, cả cái dây này, rút cái dây ra nó cũng tắt này, hoặc là tắt trên này thì tùy ý nhé. Đấy, nhanh nhất là số 10 này. Mọi liên hệ xin các bác coi số điện thoại ở phía dưới màn hình hoặc là Zalo cùng số. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo để mỗi lần có cái sản phẩm mới đăng lên thì các bạn sẽ nhận được ngay cái thông báo đầu tiên.